Chiều tối nay, câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định sẽ có cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia 2020. Đây là trận đấu mở màn cho các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam sau một thời gian dài phải hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ở buổi tập cuối cùng trước khi bước vào vòng 1 Cúp Quốc gia, ban huấn luyện câu lạc bộ Nam Định chỉ cho các học trò tập nhẹ để có cảm giác bóng. Hiện tại, đội bóng Thành Nam đang có được lực lượng mạnh nhất trước cuộc đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai bởi những cầu thủ gặp chấn thương đã hoàn toàn bình phục. Vậy nên, không khó hiểu khi huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu này. Với một cái tính chất trận đấu này thì rõ ràng là làm sao hai đội cống hiến cho khán giả và khán giả trên sân và khán giả trên truyền hình được theo dõi một cách là chơi một cách là cống hiến nhất để cho phục vụ mọi người hâm mộ của chúng ta. Đến thời điểm này thì toàn bộ các cầu thủ, các thành viên của đội bóng đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh, và kể cả chỗ trường hợp của Vũ Thế Vương đã bình phục, đã tập luyện trở lại và luôn luôn sẽ sẵn sàng để có cơ hội được vào sân. Trong khi đó, bên phía Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Lương Xuân Trường cũng đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Đoàn quân của huấn luyện viên Lee Tae-hoon đang rất khát khao để thể hiện mình sau những tín hiệu hết sức lạc quan mà họ đã phát đi ở đầu mùa giải với sự khởi đầu ấn tượng tại V-League. Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai sẽ được diễn ra trên sân vận động Thiên Trường vào lúc 18 giờ ngày hôm nay. Trước sức hút lớn của trận đấu, cùng sự nhiệt huyết cháy bỏng với bóng đá của các cổ động viên Nam Định, sân Thiên Trường lại chứng kiến cảnh vỡ trận vì cơn sốt vé. Rất đông người mộ đã có mặt ở cổng sân từ rất sớm, bất chấp thời tiết nắng nóng. Khung cảnh hỗn loạn đã xuất hiện khi ai cũng muốn sở hữu tấm vé trực tiếp theo dõi trận đấu giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai. Đã lâu lắm rồi thì tôi không được theo dõi trận đấu. Sau Covid thì tôi cố gắng là coi như là đi cổ vũ cho đội nhà. Em xếp hàng từ 1:30 giờ mà mua được cái vé đúng thật là vất vả anh ạ. Không thể nào tưởng tượng nổi, cảnh chen lấn này, mọi người không xếp hàng theo hàng lối cả. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã xem xét các điều kiện của công tác tổ chức trận đấu, rồi mới cho phép mở cửa đón khán giả. Ở mỗi trận đấu trên sân nhà, Dược Nam Hà Nam Định có thể kiếm được 1 tỷ đồng tiền vé, một nguồn thu đáng mơ ước đối với nhiều sân khác tại Việt Nam. Nhưng trong ngày mở bán cũng đã nhận thấy tình trạng phe vé xuất hiện. Đó là không khí ở Thành Nam, còn phải sớm nhất là tới đầu tháng 6, những người mộ bóng đá thủ đô mới có cơ hội làm sống lại không khí bóng đá tại Hà Nội. Vòng 3 V-League ngày 6 tháng 6 mới là thời điểm sân hàng đẫy với những cầu thủ thứ 12 của câu lạc bộ Hà Nội chờ đợi những màn tiếp lửa. Và để nói về cơn sốt bóng đá hiện tại, chúng ta sẽ cùng đến với điểm đến tiếp theo là sân hàng đẫy. Những ngày qua, Hội Cổ động viên Cô Tra Hà Nội luôn theo sát những thông tin về quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng thủ đô. Thậm chí, kế hoạch cổ vũ cho những cầu thủ thần tượng cũng đã được những thành viên tính đến ngay từ khi Việt Nam kết thúc giai đoạn cách ly toàn xã hội. Chúng em thì cũng đã có những kế hoạch cổ động cho giải đấu thêm phần sôi động hơn, cũng như là để cho các bạn khi mà quay trở lại sân sẽ là một mùa giải sôi động như các mùa giải trước, thì cũng đã chuẩn bị tất cả các màn cổ động, các bài hát, các fan chat để cổ vũ cho các cầu thủ trên sân, cũng như là các hoạt động để làm nóng trên khán đài. Bọn em tổ chức những sự kiện để gắn kết mọi người, như là những hoạt động có thưởng ở trên fanpage, tặng quà cho các fan, tham gia các mini game và tổ chức những buổi gắn kết tụ tập để tập trống và tập luyện các fan chat. Không chỉ các cổ động viên như Nhung hay Công, niềm mong mỏi được sống lại trong không khí bóng đá ở thủ đô cũng là điều mà rất nhiều người hâm mộ Hà Nội đang nhắc tới. Một mùa giải trong hoàn cảnh đặc biệt với sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 cũng cần các cổ động viên thích nghi nhanh hơn. Dù như thế nào thì vấn đề có ảnh hưởng rõ rệt hơn đến với các đội bóng chính là thành tích trên sân cỏ. Kể từ sau khi điều lệ mới của mùa giải V-League 2020 được công bố, đã có những phản ứng khác nhau từ các đội bóng. Nhưng với những nhà tổ chức, sự điều chỉnh vừa qua vẫn được xem là phương án tối ưu. Vâng, xin chào ông. Dịch Covid đã tạm lắng xuống trên lãnh thổ Việt Nam và các giải vô địch quốc gia của chúng ta cũng đã quay trở lại. Vậy ông có thể chia sẻ về cái quyết định thay đổi cái điều lệ giải được không ạ? Do cái dịch Covid thì thời gian, các quỹ thời gian cho các giải thì đều bị giảm xuống, và việc thay đổi phương thức đó đầu tiên là gì? Để đáp ứng cái quỹ thời gian còn lại. Nếu như chúng ta vẫn áp dụng phương thức cũ thì chắc chắn rằng là mật độ các trận đấu sẽ rất là cao và đảm bảo sẽ không đảm bảo được cho phong độ cầu thủ cũng như rất dễ chấn thương, và đặc biệt là không đảm bảo quỹ thời gian và dẫn đến sẽ vỡ giải. Ông có thể phân tích rõ hơn về mục đích và nguyên nhân của việc thay đổi điều lệ giải? Trước đây là chúng ta có lượt đi lượt về, còn bây giờ chúng ta phải đổi lại hai giai đoạn, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 1 thì giống như lượt đi, nhưng giai đoạn 2 thì nó không còn là giống như là lượt về nữa. Giai đoạn 2 chúng ta thấy là việc tách thành hai nhóm. Như vậy tất cả mọi thứ nó sẽ khác hoàn toàn. Lúc đó số lượng trận đấu của đội giảm này, thì như vậy khi số lượng trận đấu của đội giảm thì cách tính điểm, cách tính thẻ, rồi kể cả như chúng ta thấy là bỏ cả cái giải thưởng cầu thủ ghi bàn thắng nhiều bàn thắng nhất cũng phải bỏ vì nó không còn phù hợp nữa. Thì đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là điều lệ phải thay đổi để cho phù hợp với phương thức thi đấu. Việc thay đổi điều lệ dẫn đến lịch thi đấu cũng phải sắp xếp lại. Vậy theo ông các đội bóng họ được lợi gì từ điều này ạ? Nếu như với những câu lạc bộ mà tài chính mạnh thì người ta sẽ có thể là người ta sẽ cảm thấy là không có lợi, vì tôi nói thí dụ như là họ với số trưởng trận đấu theo quy định là họ phải có 26 trận ở giải vô quốc gia thì họ trả quyền lợi cho nhà tài trợ chẳng hạn, thì rõ ràng là trận đấu không đủ thì người ta sẽ bị thiệt thòi về chuyện đó. Còn cũng thể là với câu lạc bộ người ta không bị quá phụ thuộc vào nhà tài trợ thì số lượng trận đấu ít thì người ta lại chi phí ít đi. Đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là thực tế chúng ta có thể thấy được như vậy. Được biết thì trận đấu có khán giả hay không còn phụ thuộc vào sự cho phép của từng địa phương đó. Vậy ban tổ chức giải đã có những cái chỉ đạo gì để giúp cho các trận đấu được an toàn ạ? Về mặt nguyên tắc thì là đồng ý có khán giả. Tuy nhiên thì việc đó thì sẽ phải do chính quyền địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình trong quyết định. Với Liên đoàn Việt Nam hay là cũng như với VPF hoặc ban điều hành giải thì thực sự là chúng ta thấy là đấy là cái mong muốn của chung tất cả, mà tôi nghĩ rằng là sẽ mang lại cái sức sống mới cũng như là trong mới điều kiện Covid như hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Chúc VPF và ban điều hành giải có một mùa giải thành công và an toàn. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, các câu lạc bộ giải Ngoại hạng Anh đã trở lại tập luyện với phương án chia nhóm, nhỏ các nhóm. Nhưng phía Watford vẫn gặp nhiều vấn đề nhất do tình hình nhân sự bị ảnh hưởng từ chính Covid-19. Cách đây chưa lâu, hậu vệ Arian Mariapa và hai nhân viên câu lạc bộ Watford được thông báo dương tính với Covid-19. Trong khi đó, thủ quân Tori Dini và hai người đồng đội khác tuyên bố không quay trở lại đội bóng vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe người thân trong gia đình. Như vậy, Watford đã mất 6 cầu thủ, bao gồm cả 3 cầu thủ không chấp nhận quay trở lại trong giai đoạn này. Điều đó cho thấy sự phức tạp mà ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội bóng đang phải đối mặt. Giống như Dini, tiền vệ Angolo Kante của Chelsea sau buổi hội quân đầu tiên đã xin phép không tham gia tập luyện tại trung tâm Copham. Cụ thể, Kante đã nói rõ rằng anh cảm thấy căng thẳng và chưa sẵn sàng quay trở lại sân cỏ trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Anh vẫn đang diễn biến phức tạp. Vào tối qua, trận đấu sớm nhất vòng 27 giải vô địch quốc gia Đức đã được diễn ra giữa Hertha Berlin và Union Berlin. Trận derby này đã có hiệp 1 diễn ra đầy kịch tính, nhưng hiệp 2 lại trái ngược hoàn toàn với diễn biến một chiều. Tràn đầy khí thế sau khi hạ Hoffenheim 3-0 ở vòng đấu trước, Hertha Berlin nhập cuộc đầy tự tin trước đối thủ hàng xóm Union Berlin. Đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận và tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, bàn mở tỷ số của Ibisevic đã mở ra một bữa tiệc bàn thắng cho Hertha Berlin. Họ thi đấu mạch lạc và nhàn nhã trong những phút kế tiếp và ghi thêm được 3 bàn thắng nữa do công của Lukebakio, Kuna và Bojata. Qua đó, đáp lại trận đấu với thắng lợi tương đương 4-0. 3 điểm giành được giúp Hertha Berlin vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 34 điểm. Còn Union Berlin với màn trình diễn bạc nhược khi không có cú sút trúng đích nào, tiếp tục đứng thứ 12 với 30 điểm. Như quý vị và các bạn đã biết, giải vô địch quốc gia Pháp là giải bóng đá lớn đầu tiên ở châu Âu phải kết thúc sớm vì đại dịch Covid-19. Điều này gây bất lợi cho một số đội khi không thể hoàn thành mục tiêu trong mùa giải tới, như Lyon không thể tham dự Champions League hay Amiens và Toulouse phải xuống hạng. Trước tình cảnh đó, những đội bóng này đã gửi đơn kháng cáo lên cơ quan có thẩm quyền cao nhất của xứ Lục Lăng. Và mới đây, câu trả lời đã được đưa ra. Đơn kháng cáo của Lyon về tấm vé dự Champions League 2020, 2021 và Amiens lẫn Toulouse, hai câu lạc bộ phải xuống hạng sau khi Ligue 1 mùa này buộc phải kết thúc sớm vì Covid-19 đã bị bác bỏ. Như vậy, việc xác định thứ hạng chung cuộc tại Ligue 1 bằng cách tính điểm trung bình mỗi trận đấu của các đội làm cơ sở xếp hạng được giữ nguyên và không có ngoại lệ. Theo cách tính này, thì Lyon chỉ xếp thứ 7 và cách rất xa nhóm giành vé dự các cúp châu Âu mùa sau. Điều này khiến Lyon có lần đầu tiên sau 2-3 năm không thể giành vé dự các sân chơi của lục địa già. Amiens và Toulouse sẽ cùng 20 đội tại Ligue 2 tranh tài ở mùa giải tới. Phương án thi đấu 22 đội ở giải đấu cao thứ hai nước Pháp đã được 57% các đội tán thành bỏ phiếu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng có thể chờ Liên đoàn bóng đá Pháp đưa ra câu trả lời.